5KM Token, cấp nguồn cho hệ sinh thái 5KM. Với vai trò là đồng tiền điện tử nền tảng của mạng lưới, 5KM Token có nhiều tính năng sử dụng, hỗ trợ các giao dịch trong chuỗi. 5KM Token được sử dụng làm trung gian giao dịch cho mọi hoạt động trong chuỗi giá trị của hệ sinh thái 5KM. Chủ sở hữu token 5KM được giảm tới 50% khi thanh toán phí hoặc sản phẩm và dịch vụ trên hệ sinh thái, và cũng đồng thời được giảm giá khi thanh toán sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp cùng gọi vốn trên nền tảng của LADX. Đồng hưởng 70% lợi nhuận của toàn bộ hệ sinh thái hàng tháng theo tỷ lệ nắm giữ token. Mỗi một đồng 5KM token có giá trị tương đương với 70% lợi nhuận của hệ sinh thái, nên bản thân 5KM token có giá trị nội tại. Khi nền tảng 5KM phát triển, thì các nhà đầu tư sở hữu 5KM token càng ngày càng được chia nhiều cổ tức hơn, và càng ngày càng có nhiều người muốn sở hữu 5KM hơn, giá trị 5KM token sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Quy đổi thành cổ phiếu khi tập đoàn IPO. Điều này đảm bảo quyền lợi đặc biệt và duy nhất của nhà đầu tư 5KM, biến mỗi nhà đầu tư 5KM thành người chủ sở hữu thực sự của tập đoàn, mang lại giá trị vô cùng lớn cho bản thân các nhà đầu tư, thể hiện vai trò và sứ mệnh phục vụ cộng đồng của 5KM. Hãy mua 5KM token ngay từ hôm nay để đón nhận sự tăng trưởng thần kỳ và tận hưởng những đặc quyền mà chỉ có bạn mới xứng đáng được nhận.